xin được chào lại tất cả các bác đã quay trở lại với kênh thanh của bên Mike Audio. Và trước tiên thì rất là cảm ơn anh Văn Lương, anh Văn Lương ở số 4, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm bên Mike Audio, một cái combo test nhanh cho anh Văn Lương cũng như là lên hình để các bác cùng quan tâm đến một cái combo hàng bãi xịn các bác nhé. Thì anh Văn Lương thì hiện tại thì nhà anh đang chơi một đôi loa full 30 dòng DK và thêm một con súp hơi các bác nhá, súp hơi, nhưng mà hiện tại thì nhà anh đã có thêm một chiếc đẩy một kênh để đánh rồi, và dùng với âm ly thì anh sẽ bỏ âm ly và chơi với những cái dòng đẩy cho nó khỏe hơn và hay hơn. Thì anh Văn Lương có lấy bên Mike Audio đó là một chiếc đẩy thương hiệu ở Anh Quốc, Martin MA2004 đó, Martin MA2004 các bác nhá. Thì với dòng này là dòng đẩy có vỉ lọc rất là chất lượng rồi. Nói chung là anh cũng theo dõi kênh Mike Audio rất là lâu rồi, cũng như là các kênh khác, nhưng mà vẫn ưng ý nhất là với dòng Martin vì cho ra rất âm rất là sắc nét và chi tiết đó. Bên trên cùng thì dòng vang thương hiệu của Nhật, Sansui model E90 các bác nhá, E90. Dòng này thì bác cũng có nói qua, anh Lương cũng nói qua là sẽ cài đặt cái chế độ súp hơi cho anh, nó làm sao để nó chuẩn hay nhất thì em cũng đã cài đặt và cũng như là ký hiệu trên này rồi đó. Khi anh nhận hàng thì anh sẽ đấu theo cổng súp cũng như là đây cổng ra là để súng đẩy rồi, còn đây là cổng nhạc vào đó, rất là đơn giản thôi. Như các bác ở đầu video có được nghe thì em đang chuyển cái chế độ, thứ nhất là một cái chế độ DC để chế độ nén, anh có nói qua là một là anh để chế độ nén để nghe thích nghe nhạc bolero, và một chế độ đó là chế độ thường để anh nghe nhạc sàn, cho nên là em đã để hai cái chế độ. Và những cái chế độ khác thì em cài đặt theo phần echo cộng reverb, và để chế độ nhạc sẽ có hai chế độ đây, như các bác cùng thẩm âm nhé. Đây là chế độ mà em đã cài nhé, chế độ nhạc sàn thì sẽ chuyển chế độ nhé. Đó, các bác sẽ được thẩm âm được cái giải chép, nó sẽ giảm bớt đi đó, thiên chủ yếu là thiên về giải trống hơn. Từ khi tung nhịp cánh đời ta yêu thương là gió nhân tình của khi để chế độ này thì dường như nó như một chiếc lọc luôn các bác nhé, dường như một chiếc lọc luôn, bát chép nó sẽ bay bổng hơn. Cái thứ hai là cái độ chép mạnh hơn, để các bác nào mà thích nghe về nhạc bolero thì rất là tuyệt vời nhá. Đấy, đang để chế độ nén và chế độ đẩy chép lên rồi. Đó, như kiểu là chế độ như các bác sử dụng lọc vậy, qua lọc hay không qua lọc, đó là cái chế độ này các bác nhá. Có lẽ em sẽ cài đặt cái kiểu như vậy đó. Còn với cái chế độ này thì để anh thích lâu lâu DJ một chút thì em đang để một chế độ riêng một chế độ. Còn những chế độ đây thì là chế độ để em cài đặt về cái phần cổng echo cũng như là echo cộng reverb. Đó, chủ yếu là thêm giải trầm nhiều hơn nhé. Dễ giảm chúng tiên nghỉ, chúng như tiên, như tiên. Hãy ngay giảm cho thanh công đồ, chúng như tiên. Các bạn không có thể nghe được em đang chạy trực tiếp trên YouTube, cho nên là những bài quảng cáo lên cũng kép lên cũng rất là mặt các bạn nhé. Ngày mai cách xa rồi, khiến kẻ đi người ở. Đêm nay còn gần nhau, ngày mai gác trọ này sẽ vắng đi một người. Em đã khai thác tất cả các cái ưu điểm mạnh của chiếc vang này để mỗi lần mà các bác lấy bên em thì bên em sẽ cài đặt chi tiết và đầy đủ các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Và khi các bác sử dụng thì chỉ việc tăng phần effect này nó cũng như anh Lương nhận hàng thì tăng phần effect này để lên độ nhạy thôi, còn tất cả bên em đã cài đặt hết ở đây thì chỉ có sử dụng về phần effect thôi và tăng hai volume này thôi. Tất cả thì em đã ký hiệu hết rồi đó, anh Lương chỉ việc đấu nối theo ở đằng sau em cũng ký hiệu rồi nhá. Ok, em cũng xin được kết thúc video một cái combo rất là chất lượng với những dòng hàng bái kết hợp với nhau cho anh Văn Lương ở số 4, phường 3, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, em cũng xin được kết thúc video, hẹn anh Lương cũng như là toàn thể các bác trong các clip tiếp theo.